Man City và Bayern là ứng cử viên số 1 Champions League. Thời điểm vòng bảng Champions League chuẩn bị khởi tranh giữa tuần này, các nhà cái vẫn đang đánh giá đương kim vô địch Bayern Munich là ứng cử viên hàng đầu cho việc đăng quang ở mùa giải 2020-2021 cùng với Man City, Liverpool, PSG, Real là những đội đứng phía sau. Bayern đang là nhà đương kim vô địch Champions League và Hùng Xám đang cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc bảo vệ ngôi vương của mình. Bằng chứng là việc ban lãnh đạo đội bóng đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua để bổ sung lực lượng, phục vụ cho việc chinh chiến trên nhiều mặt trận. Những nhân tố mới đang bắt nhịp rất tốt với đội bóng, giúp Bayern duy trì được sự hưng phấn và phong độ ấn tượng của mình. Ở sân chơi Champions League, Bayern Munich nằm ở bảng đấu tương đối dễ chịu với những đối thủ Atletico, RB Salzburg và Lokomotiv Moscow. Với đẳng cấp của mình, Bayern được đánh giá cao khả năng giành tấm vé đi tiếp. Không những thế, Hùng Xám xứ Bavaria cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Theo các nhà cái đánh giá, khả năng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Hansi Flick là 4/1, đạt 154. Man City, đội bóng đã đầu tư rất nhiều tiền cho huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu. Nhưng 4 năm dưới triều đại của chiến lược gia người Tây Ban Nha, mọi chuyện vẫn đang dang dở. Mùa giải này, Man City tiếp tục bạo chi hơn 100 triệu bảng để gia cố đội bóng với tham vọng sẽ xoán được ngôi của Ben. Với đội hình khá chất lượng, nửa xanh thành Manchester được nhà cái đánh giá khả năng vô địch ngang với Ben. Đứng thứ 3 trong danh sách ứng cử viên vô địch Champions League là Liverpool. Dù mới mất trung vệ trụ cột Virgil van Dijk cho đến hết mùa giải, nhưng đoàn quân của Jurgen Klopp vẫn được đánh giá cao của nhà cái. Khi mức kèo đặt cửa họ đăng quang ngôi vương lên tới 11/2, đạt 2 ăn 11, tức chỉ thấp hơn đôi chút so với Bayern và Man City. Á quân PSG cũng được xem là một trong ứng cử viên hàng đầu đăng quang ngôi vương. Sau khi để lỡ cơ hội vô địch ở mùa giải trước, đội bóng thủ đô Paris không có nhiều sự tăng cường chất lượng, nhưng quan trọng là vẫn giữ chân thành công. Bộ đôi ngôi sao Neymar và Kylian Mbappe cửa đạt cho khả năng lên ngôi của PSG là 11/1, đạt 1 ăn 11. Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League, Real Madrid, dù đã có một mùa hè bất động trên thị trường chuyển nhượng, không có bất cứ sự tăng cường nào, nhưng vẫn được đánh giá cao khả năng cạnh tranh ngôi vương. Đội bóng của Zinedine Zidane đứng thứ 5 trong danh sách ứng viên với tỷ lệ đặt cược vô địch là 12/1, đạt 1 ăn 12. Ngoài 5 cái tên kể trên, trong danh sách top 10 lần lượt là Juventus 14/1, Barcelona 14/1, Atletico Madrid 20/1, Chelsea 20/1, Dortmund 25/1. Mai tức, đội bóng trở lại sân chơi Champions League sau một năm vắng bóng, có tỷ lệ đặt cược vô địch bằng với Dortmund 25/1, đặt 1 ăn 25. Cavani lùi ngày ra mắt MU, Maguire nghỉ trận PSG. Tiền đạo tân binh Edinson Cavani cùng trung vệ đội trưởng Harry Maguire của Mai tức sẽ không ra sân ở trận đại chiến với PSG. Gần 2 tuần sau khi hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Mai tức, Edinson Cavani mới có buổi tập đầu tiên vào hôm chủ nhật vừa qua. Người hâm mộ Quỷ Đỏ rất hào hức với màn ra mắt của tiền đạo người Uruguay và kỳ vọng anh sẽ có mặt ở trận ra quân vòng bảng Champions League trước PSG tại Parc des Princes. Đây cũng là nơi El Matador đã trở thành tượng đài với 200 bàn thắng. Tuy nhiên, Cavani sẽ phải lùi ngày ra mắt Manchester đến ít nhất là cuối tuần này. Trong danh sách các cầu thủ Manchester di chuyển sang Paris, chân sút 33 tuổi không có tên, bất chấp việc anh vẫn xuất hiện ở buổi tập cuối cùng trước khi toàn đội rời Carrington. Vấn đề của Cavani có lẽ chính là thể lực. Lần gần nhất lão tướng này ra sân là trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước giữa PSG và Dortmund vào ngày 11 tháng 3. Sau hơn 7 tháng không thi đấu, anh cũng mới có vỏn vẹn 2 buổi tập cùng các đồng đội mới ở Manchester. Ngoài Cavani, Manchester còn thiếu vắng Harry Maguire ở trận đại chiến PSG. Trung vệ thủ quân Quỷ Đỏ đã đá 90 phút, thậm chí còn ghi bàn ở trận thắng Newcastle 4-1 cuối tuần qua. Dù vậy, có vẻ như huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer muốn tuyển thủ Anh được nghỉ ngơi sau khi liên tục phải cày ải và gặp nhiều áp lực về mặt tinh thần. Mason Greenwood cũng tiếp tục vắng mặt sau khi bỏ lỡ trận thắng Newcastle vì chấn thương. Tuy nhiên, người hâm mộ Manchester có thể hy vọng vào việc được thấy hai tân binh là hậu vệ trái Alex Telles cùng tài năng trẻ Facundo Pellegrini ra mắt khi cả hai đều có tên trong chuyến bay sang Paris. PSG tiếp MU với đội hình thủng lỗ chỗ. Nhiều ngôi sao quan trọng của PSG sẽ không thể có mặt ở trận gặp Manchester vì chấn thương, trong đó có thể kể đến Marco Verratti. Với tư cách áo quân Champions League mùa trước, PSG sẽ bắt đầu hành trình mới cùng mục tiêu chinh phục đỉnh châu mùa bóng năm nay bằng màn tiếp đón Man United. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà đội chủ sân Parc des Princes sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương. Ba cái tên nổi bật nhất của PSG sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Man United là bộ đôi tiền vệ Marco Verratti và Nedo Perez cùng tiền đạo Mauro Icardi. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết: "Chúng tôi mong Marquinhos cùng với Draxler có thể sẽ ra sân tập luyện sau khi kết thúc buổi họp báo này và hy vọng họ sẽ đủ khả năng ra sân trước United. Tuy nhiên, Verratti sẽ vắng mặt, tương tự là Icardi, Perez, Kirer và Juan Bernat." Tin tích cực với PSG cũng như huấn luyện viên Tuchel
là hai ngôi sao sáng nhất Kylian Mbappe và Neymar không gặp chấn thương hay vấn đề về thể lực. Bên cạnh đó, tiền vệ ngôi sao Angel Di Maria cùng hậu vệ cánh Lewin Kuzma cũng sẵn sàng ra sân. PSG có lẽ đang rất khát khao rửa hận khi tái ngộ United sau gần 2 năm. Ở Champions League 2018-2019, gã nhà giàu nước Pháp đã bị Quỷ Đỏ loại ở vòng 1/8 bởi loạt bàn thắng trên sân khách. Họ giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, nhưng lại để thua 1-3 trong trận lượt về tại Parc des Princes. Odegaard nhìn hàng loạt đại chiến, huấn luyện viên Zidane đau đầu. Theo nguồn tin thân Real Madrid, tiền vệ trẻ Martin Odegaard sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng và bỏ lỡ hàng loạt trận đại chiến trong thời gian tới. Trong buổi tập của Real Madrid sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Martin Odegaard đã không may bị chấn thương bắp chân. Tiền vệ người Na Uy không có mặt ở trận thua Cardiff cuối tuần qua và ban đầu, huấn luyện viên Zidane hy vọng cầu trò sẽ trở lại cho trận gặp Shakhtar Donetsk tại Champions League giữa tuần này. Dù vậy, theo nguồn tin thân Real là Marca, thì sau buổi kiểm tra chi tiết vào sáng nay giờ địa phương, thì chấn thương của Odegaard nghiêm trọng hơn dự kiến và anh có thể ngồi ngoài không dưới 1 tháng. Như vậy, ngôi sao 21 tuổi sẽ vắng mặt ở 6 trận đấu sắp tới của Los Blancos, đồng thời sẽ chỉ tái xuất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11. Real chuẩn bị đối mặt với lịch thi đấu rất khó khăn, với tâm điểm chính là trận El Clasico gặp đại kình địch Barcelona cuối tuần này. Năm đối thủ còn lại của đội chủ sân Bernabeu trong thời gian Odegaard vắng mặt gồm Shakhtar Donetsk, Mönchengladbach, Inter Milan tại Champions League, Huesca và Valencia tại La Liga. Trong đó Inter cùng Valencia là những đối thủ thực sự đáng gờm. Kể từ khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn ở Real Sociedad và trở lại Bernabeu, Odegaard đã có 2 trận đá chính trước chính Sociedad và Real Betis. Sau đó anh chỉ được sử dụng 1 phút ở trận gặp Levante rồi không xuất hiện ở trận thắng Real Valladolid. Huấn luyện viên Zidane đang tích cực thực hiện chính sách xoay tua lực lượng, nên việc Odegaard vắng mặt sẽ khiến ông phải đau đầu không ít. Bản thân tuyển thủ Na Uy có lẽ cũng rất buồn bởi anh đang có cơ hội chứng tỏ năng lực để giành suất đá chính. Liverpool lại gặp hạn đến lượt Matip bị đau. Sau khi mất Van Dijk vì chấn thương nặng, Liverpool tiếp tục nhận tin dữ khi Joel Matip cũng bị đau sau trận hòa 2 đều với Everton vừa qua. Liverpool liên tiếp gặp vấn đề về lực lượng trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 1 tháng đầu mùa giải này, các ngôi sao lớn của họ là Alisson, Thiago và Sadio Mane đã lần lượt vắng mặt trong một số trận đấu vì các lý do khác nhau. Đến tuần qua, The Reds phải nhận cú sốc lớn khi Van Dijk bị chấn thương dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Vấn đề không chỉ nằm ở tầm quan trọng của Van Dijk mà còn ở chỗ Liverpool thiếu lựa chọn ở vị trí trung vệ. Mất Van Dijk, họ còn hai trung vệ đúng nghĩa là Joel Matip và Joe Gomez. Trong bối cảnh đó, The Reds tiếp tục gặp hạn khi Matip cũng bị đau và cảm thấy không thoải mái sau trận đấu với Everton. Theo nguồn tin của World và Liverpool Echo, Matip đã phải đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Đáng chú ý, trung vệ 29 tuổi người Cameroon chỉ vừa trở lại sau chấn thương và cơn đau nhẹ của anh khiến ban huấn luyện Liverpool rất lo lắng. Cho dù Matip đã không phát hiện chấn thương nào, nhưng nhiều khả năng huấn luyện Jurgen Klopp sẽ cho anh nghỉ ở trận đấu với Ajax ở Champions League để đề phòng rủi ro. Điều đó có nghĩa ông chỉ còn lại Joe Gomez ở vị trí trung vệ và buộc phải kéo Fabinho về đá cặp cùng với cầu thủ người Anh. Fabinho từng đá trung vệ cực hay ở trận Liverpool thắng Chelsea 2-0, nhưng đó là khi anh đá cặp cùng với Van Dijk. Với phong độ không tốt mà Gomez thể hiện trong thời gian gần đây, nhiều người hâm mộ Liverpool lo ngại Fabinho cũng như toàn bộ hàng thủ của Reds sẽ gặp vấn đề lớn. Trên hạ Van Dijk, Pickford vẫn thoát án phạt nguội. Trong trận đấu sớm nhất vòng 5 Premier League, Jordan Pickford đã có pha vào bóng mang tính triệt hạ với Van Dijk. Trong nỗ lực truy cản hậu vệ người Hà Lan dứt điểm, Pickford đã vào bóng bằng cả hai chân cực kỳ nguy hiểm. Đây là pha bóng bị cấm trong bóng đá, nhưng Pickford đã thoát khỏi thẻ đỏ bởi lẽ trọng tài và VAR xác định Van Dijk đã rơi vào thế việt vị. Quyết định này gây ra tranh cãi lớn, đặc biệt khi Van Dijk dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhiều chuyên gia cho rằng FA cần trừng phạt Jordan Pickford vì hành vi thô bạo và nguy hiểm. Tuy nhiên, nguồn tin uy tín giữa Atlantic tiết lộ Pickford không phải đối mặt với bất cứ án phạt nguội nào từ FA. Theo luật của FA, họ chỉ xét lại các tình huống tranh cãi mà các trọng tài cũng như tổ VAR không phát hiện ra trên sân đấu. Trong pha bóng này, các trọng tài có góc quan sát tốt và VAR cũng tiến hành kiểm tra lại và xác định Pickford không phạm lỗi với Van Dijk vì trung vệ này đã việt vị. Bên cạnh đó, VAR cũng cho rằng pha vào bóng của Pickford không đáng bị nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thông tin này khiến người hâm mộ Liverpool cực kỳ tức giận. Theo thông báo mới nhất của Liverpool, Van Dijk đã bị tổn thương dây chằng chéo trước ở đầu gối phải. Trung vệ này sẽ phải phẫu thuật và không hẹn ngày trở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.
hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.